mà các bạn muốn tập lóc thì tôi khuyên bạn nên tạo một cái blogspot. Đó là tên gọi của một dịch vụ blog của Google. Dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí và hiện nay hỗ trợ tiếng Việt nên quá trình sử dụng cũng không gặp nhiều trở ngại. Để sử dụng dịch vụ Blogspot, bạn nên đăng ký một tài khoản Google mới hoặc có thể sử dụng cái tài khoản Gmail cũ của bạn cũng được. Một cái lời khuyên là các bạn nên dùng một cái tài khoản Google chung cho tất cả các dịch vụ khác nhau của Google như Gmail, Blog, Google Analytics, Google AdSense, vân vân, để có thể quản lý một cách dễ dàng và có tính tương thích cao. Cái điều kiện mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là blog nó có thế mạnh hơn một website là nó được cung cấp đầy đủ các cái công cụ để bạn tạo một cách rất nhanh chóng và dễ dàng. Cách thứ hai nữa là tên miền, bạn không cần phải mua, bỏ tiền ra mua tên miền mà nó cung cấp cho bạn sẵn tên miền luôn. Cách thứ ba là cái hosting server mà dự trữ chứa nội dung của bạn tạo blog, bạn cũng không cần phải mua cái hosting server mà Google cung cấp cho bạn cái hosting này. Dĩ nhiên cái hosting này nó sẽ có cái giá trị rất là lâu dài. Có thể tôi đã có tạo blog cách nay trên 5 năm mà vẫn tồn tại và vẫn tốt đẹp, không có gì suy xiển, không có gì hư hao mất mát hay là bị lỗi gì cả và vẫn giàu bình thường như mọi ngày. Đó là cái thế ưu điểm. Tôi nhấn mạnh ưu điểm là cung cấp cho các bạn nhiều công cụ để bạn tạo một cái blogger theo ý muốn của bạn. Cái thứ hai, những công cụ này nếu so sánh với các công cụ vô trong thiết kế web cung cấp thì nó cũng không thua kém gì. Nó cũng có đầy đủ tất cả các chức năng mà bạn cần đến. Cái thứ hai là cái tên domain, là có nghĩa là tên trang web của bạn, bạn đặt tự đặt lấy và bạn không cần phải bỏ tiền mua domain này. Cái thứ ba là hosting chứa những cái nội dung blogspot của bạn, nó sẽ được lưu trữ lâu dài và hoàn toàn miễn phí. Và điểm nhấn mạnh là Google hiện nay thì hầu như khoảng 80-90% những người mà hiểu biết về tin học đều sử dụng Google. Chính vì những cái lợi thế mà nó mạnh như thế thì tôi cũng bắt đầu nghiên cứu và tạo những cái file video, những cái bài viết hướng dẫn cho các bạn một cách rất là chi tiết cặn kẽ để cho phục vụ cho các em, nhất là những em mới chập chững bước vào cái thế giới tin học và lần đầu tiên nhấp con chuột và gõ bàn phím để tạo những cái trang blog đơn giản dễ thương. Tôi sẽ lần lượt tạo những cái file video và những cái bài viết từ cơ bản đến nâng cao để giúp cho các bạn hoàn chỉnh một cái blogger blogspot theo ý muốn của các bạn. Mong các bạn đón nhận và tôi cũng mong rằng tôi sẽ có nhiều cái ý kiến đóng góp của các bạn trong lúc tham khảo các file video và các bài viết của tôi. Bây giờ cái bài hôm nay của chúng ta là có hai chủ đề. Một chủ đề thứ nhất là tạo account trong Google và tạo một blogspot. Bây giờ chúng ta mở trình duyệt ra.
và chúng ta nhập vào cái chữ là blogger.com và nhấp phím enter. Bây giờ do tôi đã có đăng ký vào trong cái Google này rồi, cho nên nó hiện ra cái bảng như các bạn đã thấy. Bây giờ tôi nhấp vào cái chữ đăng ký để tôi tạo một cái account mới. Ví dụ như tôi tạo là Vĩnh Tăng Như. Bây giờ trước cái chữ gmail.com tôi có thể tạo là Bình Tăng Như và tôi nhấp ở ngoài. Nó báo cho tôi biết là tên người dùng đó đã được sử dụng. Như vậy thì tôi tạo ra là Bình gì sai 2013 và tôi nhấp còn phím rõ ở ngoài. Nó không báo gì hết, có nghĩa rằng là cái tên này nó đã được chấp nhận. Và tôi tạo mật khẩu, tôi gõ lại cái mật khẩu vừa tạo. Thí dụ như ở đây tôi để là độ mạnh của mật khẩu quá ngắn. Nhưng mà nó vẫn chấp nhận cho tôi. Tôi xin nhắc lại, đây là cách thức tạo một cái account trong cái Google. Trước hết là nhập tên và họ tên. Đặt cái tên trước chữ gmail.com này. Ở đây tôi đặt là Út Bỉnh Design 2013. Tôi đặt cái mật khẩu và tôi xác nhận mật khẩu. Và sinh nhật của tôi là 27 tháng 9 năm 1947. Giới tính của tôi là nam. Điện thoại của tôi là 8 3 8 9 0 2 1 0 0. Địa chỉ email hiện tại của tôi là và tôi sẽ nhập cái captcha này vào. Nếu mà bạn không thấy rõ thì bạn có thể nhấp cái nút này để nó ra cái mới để mà nhập vào. Ở đây thì tôi có thể đọc được, thành ra tôi nhập vào. Hoặc là bây giờ tôi nhập cái mới để nó ra cái chữ này dễ đọc hơn. S-I-R. A-R. N và D. R, I, U. Sau khi tôi nhập captcha rồi thì tôi đồng ý. Và tôi sẽ nhấp cái bước tiếp theo. Tôi xin nhắc lại là bạn nhập tên, họ tên. Nhập cái tên này trước cái gmail.com và mật khẩu, ngày sinh, tháng, năm, giới tính, điện thoại. Hoặc là tôi có thể nhập cái điện thoại của tôi là không chín. Tôi bỏ cái số không đầu, 909 359 937. Trong cái điện thoại di động bạn nên bỏ cái số không đầu, bạn nhập tất cả những số còn lại vào đây. Và địa chỉ email của tôi là đây,
tôi cũng đã có tạo một cái địa chỉ, bạn có thể địa chỉ email của bạn là Yahoo cũng được, và bạn nhập cái captcha này vào đây. Nếu nó chữ in thì bạn nhập chữ in, mà nếu nó chữ thường thì bạn nhập chữ thường. Ở đây thì chữ y này là chữ in. Và nếu mà bạn không đọc được thì bạn nhấp vào đây. Và bạn nhấp vào tôi đồng ý với điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Google và nhấp bước tiếp theo. Tôi khuyên các bạn nên nên đọc cái những cái chi tiết ở bên trái này. Tài khoản Google của bạn không chỉ đơn thuần là blogger. Tài khoản Google của bạn không chỉ đơn thuần là blogger, tôi khuyên các bạn nên đọc thêm cái khoản bên đây. Bạn trò chuyện, tán gẫu, chia sẻ, lên lịch, lưu trữ, sắp xếp, công tác, khám phá và tạo mới. Bạn có thể từ cái tài khoản này bạn sử dụng được nhiều cái tính năng của Google. Sử dụng các sản phẩm của Google từ Gmail cho tới Google Cộng và YouTube. Xem lịch sử tìm kiếm của bạn, tất cả chỉ bằng một tên người dùng, và mật khẩu. Tất cả đều được sao lưu thường xuyên và dễ dàng tìm thấy tại google.com. Đó là bạn chỉ cần tạo một cái account là cũng đủ xài cho tất cả các dịch vụ của Google. Nó mang mọi thứ bên bạn, bạn đọc tham khảo thêm. Chia sẻ ít hoặc thật nhiều và làm việc trong tương lai, đó là những cái lợi ích của Google mang lại cho các bạn với một tính chất là miễn phí. Bây giờ sau khi bạn tạo xong tất cả những cái thông tin này, bạn nhập những thông tin này, bạn nhấp cái bước tiếp theo. Bây giờ nó đã chấp nhận cái nhập thông tin của bạn là đúng, không có gì sai hết. Do đó nó bước qua cái trang thứ hai. Nếu mà bạn nhập thông tin không đúng thì nó sẽ không bước qua trang thứ hai. Và các bạn nên đọc cái tiểu sử của bạn và đặt khuôn mặt vào tên của bạn. Và ở đây nó giới thiệu luôn cái Google Cộng. Bây giờ thêm ảnh tiểu sử vào đây, bạn thêm ảnh vào đây, tôi nhấp thêm ảnh tiểu sử, chọn ảnh từ máy tính của bạn, bây giờ bạn bung cái kích cỡ nó ra. Sau khi mà bạn chỉnh xong cái khung rồi thì bạn nhấp vào cái nút đặt là ảnh tiểu sử. Như vậy nó đã chèn cái ảnh tiểu sử của bạn vào đây. Bạn nhấp vào cái nút bước tiếp theo. Nó ra tiếp cái trang thứ ba. Xin chào Tăng Như là tên của bạn. Địa chỉ email mới của bạn giờ đây, bạn đã sẵn sàng tìm kiếm, tạo và chia sẻ nhiều sản phẩm của Google. Hãy kiểm tra tài khoản mới của bạn ở phía trên bên phải, nhấp vào ảnh của bạn để chỉnh sửa tiểu sử truy cập Google. Khi bạn nhấp vào đây thì bạn có thể chỉnh sửa tiểu sử
truy cập Google cộng, kiểm tra cài đặt tài khoản và xem các điều chỉnh cài đặt cho lịch sử web. Chúng tôi cũng đã gửi cho bạn một email để cho bạn biết cách khai thác sức mạnh của Google nhiều hơn nữa. Nó đã gửi cho bạn một cái email theo cái địa chỉ mà bạn vừa đặt. Địa chỉ email mới của bạn là upbinhdesign2013@gmail.com. Cảm ơn bạn đã tạo tài khoản, chúc bạn vui vẻ. Rồi bây giờ bạn kể như bạn tạo xong cái tài khoản cho một cái trang blog Google Blogspot. Bây giờ bạn có thể tìm các điều khiển này tại đây trong sản phẩm của Google. Bây giờ bạn có thể nhấp vào đây để bạn chỉnh sửa lại cách cài đặt tài khoản hay là bảo mật, thay đổi hình ảnh. Bây giờ bạn có thể quay lại Blogger, bạn nhấp vào đây.